Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 10, có những nội dung đáng chú ý. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Khoái Châu đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan. Nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ tại các chợ. Chiều 17 tháng 10, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực. Cấp ủy chính quyền đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương đơn vị. Nội dung công tác dân vận đã bám sát mục tiêu nghị quyết đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới theo hướng dân chủ, dựa vào dân, phát huy mạnh mẽ vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm và có nhiều chuyển biến rõ nét, chú trọng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, triển khai xây dựng mô hình điểm dân vận khéo chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại 6 xã phường thuộc 6 huyện thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng trên 2.400 mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận đánh giá cao việc tỉnh Hưng Yên đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận theo đúng tinh thần nghị quyết số 25 và phong trào thi đua dân vận khéo trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với phong trào thi đua với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huy động sức dân, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, văn bản của Trung ương về công tác dân vận, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thời gian vừa qua, trong thời gian tới đây, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân ở ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư kéo dài hay là đơn thư vượt cấp. Chính quyền, cán bộ, công chức phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội. Cán bộ đảng viên phải nêu gương trong công tác dân vận, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải gương mẫu thực hiện nhiệm vụ về công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa đảng và nhân dân. Mọi chủ trương chính sách của các cấp ủy, chính quyền phải xuất phát từ nguyện vọng, ý chí của người dân. Đặc biệt là rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình dân vận khéo và trong đó là mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp cần phải được xây dựng thành một cái đề án để triển khai nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh. Tại hội nghị, 20 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 15 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 và 3 năm triển khai phong trào thi đua dân vận khéo. 3 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận. Chiều nay, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 3
triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong quý 3 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động các phong trào thi đua yêu nước về cơ sở, về các khu dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua, dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp ra mắt 5 mô hình điểm khu dân cư thực hiện văn minh trong việc tang, 5 mô hình điểm về dòng họ văn minh trong việc tang, dòng họ học tập, phối hợp bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng mới 25 nhà đại đoàn kết. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực vận động tuyên truyền người dân và hội viên tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội phụ nữ các cấp tiếp tục hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu, đến nay đã nhận đỡ đầu cho 632 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đạt được trong quý 3 và 9 tháng qua, nhất là đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy một cách hiệu quả, thiết thực, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung chương trình công tác của cả năm 2023, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chỉ đề nghị các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, ban thanh tra nhân dân, tổ dân vận, các tổ hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đường vành đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan và những khu cụm công nghiệp. Tới đây mấy tuyến đường lớn nữa là đường đê tả sông Hồng của chúng ta, đường 378, chúng ta sẽ phải làm để giải phóng mặt bằng và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chúng ta tiến tới là giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Thế dự kiến sang năm chúng ta phải giảm xuống còn 0,7% thôi. Và cuối năm 2024 đầu 2025 là xuống còn 0,5. Và 2025 chúng ta sẽ tiến tới là xóa hết luôn hộ nghèo. Chiều nay tại huyện Kim Động, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho đại diện thân nhân của hai mẹ Nguyễn Thị Nghiêm, thôn Phán Thủy, xã Sông Mai và mẹ Đỗ Thị Năng, thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành và tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc, khẳng định việc tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cho các gia đình các mẹ mà còn là niềm vinh dự tự hào cho địa phương. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và thông qua một số nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến yêu cầu các cơ quan đơn vị gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp trước ngày 15 tháng 11 để thẩm tra theo quy định. Kịp gửi các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu trước ngày khai mạc kỳ họp 7 ngày. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung vào việc thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan, đơn vị gửi đến, đặc biệt là ý kiến với dự toán ngân sách năm 2024 và kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công trên tinh thần đảm bảo cân bằng, đồng đều để phát triển tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh và gửi báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri để đảm bảo đủ tài liệu phục vụ các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Nhằm tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, huyện Khoái Châu đang tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá đất. Từ nguồn vốn này giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Có 13 vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư với tổng diện tích khoảng trên 47 ha. Số tiền dự kiến thu về sau đấu giá đất khoảng trên 3.000 tỷ đồng. Đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong 2 vị trí, dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch chợ đầu mối xã Đông Tảo, dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Cao Quán xã Hồng Tiến. Có 32 dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở do Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn là chủ đầu tư với tổng diện tích trên 77 ha. Dự kiến kinh phí thu được sau đấu giá khoảng trên 3.870 tỷ đồng, gồm 9 vị trí đã giải phóng mặt bằng xong tại các xã An Vĩ, Đông Kết, Thành Công, Đông Tảo, Đồng Tiến, thị trấn Khoái Châu, Bình Minh, Dạ Trạch, Dân Tiến. Việc đấu giá quyền sử dụng đất là nguồn lực lớn để các xã thị trấn trong huyện hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, huyện Ân Thi đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan qua địa bàn huyện. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan chạy qua 7 xã của huyện Ân Thi, gồm các xã Hạ Lễ, Đa Lộc, Tiền Phong, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám và xã Tân Phúc với chiều dài khoảng 13,8 km, dự kiến sẽ sử dụng gần 77 ha đất. Trong thời gian đợi chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiến hành các bước giải phóng mặt bằng, huyện Ân Thi đã chủ động đi trước một bước, hiện tại đang đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng của các xã có diện tích thu hồi, phối hợp với đơn vị tư vấn trích lục bản đồ, xác định nguồn gốc đất, xác định vị trí 5 khu vực tái định cư và 2 khu vực di rời mồ mả. Đến nay, Ban Giải phóng mặt bằng huyện đã tổ chức tới các địa phương trong từng dự án tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cho nhân dân và đang tiến hành kê khai kiểm đếm cây cối hoa màu đối với các diện tích đất nông nghiệp. Nhãn hàng Omelie đã khẳng định được vị thế của một thương hiệu bánh kẹo uy tín hàng đầu tại Việt Nam và vươn ra thị trường thế giới. Với mục tiêu sẵn sàng phục vụ cho thị trường Tết năm nay, công ty cổ phần thực phẩm Omelie tổ chức sự kiện Kết Lộc Đón Xuân 2024 với sự tham gia của hơn 200 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng và các khách hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công ty cổ phần thực phẩm Omelie đang cung cấp gần 200 sản phẩm trên thị trường 63 tỉnh thành cho cả nước với độ bao phủ hơn 100.000 điểm bán và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới. Năm 2022, thương hiệu bánh Omelie vinh dự giành được giải thưởng cao quý thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là thành quả phấn đấu bền bỉ, không ngừng vươn lên nhằm đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi rất là tự hào là đơn vị đầu tiên tiên phong trong ngành hàng. Chăm sóc trực tiếp đến khách hàng mắt xích cuối cùng trong hệ thống phân phối, những cái người mà trực tiếp với người tiêu dùng hàng ngày để gắn bó khách hàng với công ty và lực lượng bán hàng cũng như nhà phân phối và giúp cho các khách hàng gia tăng lợi nhuận khi mà kinh doanh các sản phẩm của công ty. Để chuẩn bị cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng gia tăng lợi nhuận và người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý. Tại sự kiện Kết Lộc Đón Xuân 2024, nhãn hàng bánh kẹo Omelie đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị dành cho các khách hàng ưu tú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Toàn tỉnh có 21 cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, huyện, trong đó 15 cơ sở đã có hệ thống thu gom xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đạt tỷ lệ trên 70%. Theo đó, tại các cơ sở này, nước thải được thu gom theo các tuyến cống nội bộ đưa về khu xử lý nước thải tập trung của các cơ sở. Sau khi được xử lý, các chất như tổng hàm lượng chất rắn nitrat, phosphor, coliform, amoni, chất phóng xạ, v.v. trong nước thải được cân bằng và xử lý đạt hiệu quả cao, đạt quy chuẩn cho phép khi thải ra môi trường. Hiện còn 6 cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh huyện là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Giám định Y khoa Pháp Y, Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Phù Cừ, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên và 155 cơ sở y tế cấp xã chưa có công trình được thu gom, xử lý chất thải lỏng y tế, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Sở Y tế đã trình thẩm định công nghệ xử lý nước thải tại các cơ sở y tế cấp xã để làm cơ sở triển khai đầu tư công trình. Là địa bàn đông dân cư, dân số luôn biến động do tiếp giáp các khu công nghiệp và có nhiều người từ nơi khác đến thuê trọ. Song nhờ tăng cường các biện pháp quản lý nên nhiều năm trở lại đây, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Thanh Xá có 940 hộ dân với trên 3.500 nhân khẩu. Thu nhập của người dân chủ yếu là làm lao động trong các khu công nghiệp và cho thuê nhà trọ với gần 1.000 người từ nơi khác đến nên rất dễ xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Để ngăn chặn tình trạng trên, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng trên địa bàn, cán bộ thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm việc khai báo khi có người đến thuê trọ và trình báo ngay với lực lượng chức năng khi xuất hiện mâu thuẫn. Chi bộ cũng vào đưa vào nghị quyết triển khai cho các ngành đoàn thể thực hiện. Ban lãnh đạo thôn kết hợp với các ngành đoàn thể là cũng đến từng nhà dân có nhà trọ để nhắc nhở mọi người là các công nhân thuê trọ phải chấp hành nghiêm mọi quy định của xã, của thôn, sinh hoạt không quá 10 giờ đêm. Nhờ đẩy mạnh các biện pháp trên mà 7 năm trở lại đây trong thôn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Trên 80% hộ gia đình là gia đình văn hóa, thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Chợ, trung tâm thương mại là một trong những loại hình cơ sở được xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ. Vì vậy, nếu các chủ đầu tư chủ quan lơ là, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì những thiệt hại về tài sản, thậm chí tính mạng của người dân sẽ hết sức khó lường. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 2 vụ cháy chợ, trong đó ngày 25 tháng 1 xảy ra cháy tại khu vực chợ dân sinh tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Ngày 31 tháng 1 xảy ra cháy tại khu lán bán hàng chợ dân sinh thuộc dự án Trung tâm Thương mại Dân Tiến, huyện Khoái Châu. May mắn không thiệt hại về người nhưng cả 2 vụ cháy thiệt hại lớn về tài sản. Chợ Dân Tiến sau vụ cháy trên đã được ban quản lý chợ đầu tư lại và đã chú ý hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bây giờ làm nó không như ngày xưa nữa, quây kín tiếp các thứ là không được. Bất khả kháng thì mới quây cái hệ thống phòng cháy chữa cháy thì đã khắc phục ổn định. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 14 chợ do các hợp tác xã doanh nghiệp được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Phần lớn ban quản lý các chợ đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh, nhắc nhở công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ trong việc sử dụng điện, ga, lửa trần, thắp hương, nhất là vào thời điểm chợ chuẩn bị đóng cửa. Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót có thể gây ra cháy, duy trì tốt hoạt động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Bà con về nghỉ, tất cả các gian hàng đều có át, bà con cắt ở bên ngoài. Và khi cả một cái khu ký ốt chợ mà ra hết sạch người thì có một cái át tổng là ban quản lý chúng tôi sẽ hoàn toàn là cắt toàn bộ hệ thống điện. Tuy vậy, ở một số chợ, trung tâm thương mại, việc đầu tư trang bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn còn hình thức hoặc hệ thống thiết bị phòng chống cháy tại chợ đã xuống cấp, thiếu sự quan tâm hoặc coi nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy, thậm chí cố tình vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy. Để biển đấy thì có biển đấy chứ gì có bình. Cứ như thế này thôi, không có bình đâu. Không có. Đấy. Lúc đầu tiên có bình áo. Để chủ động phòng, chống và kịp thời ứng phó với các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, ngoài sự chủ động tích cực của lực lượng phòng cháy chữa cháy và sự quan tâm của ban quản lý các chợ, thì mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các nội quy quy định. Bởi chung tay đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chợ cũng là để bảo vệ sức khỏe, tài sản của chính mình.
Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.